Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe đua XDS với giá thành rất tốt cho các bác trong tầm giá 8,2 triệu. Các bác sở hữu một chiếc xe đua mang với cấu hình Sora, Group Sora càng carbon, cặp vành nguyên cặp của Shimano, cam lá hẹ, cam dẹp. Vâng, bây giờ mình sẽ đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Xe với cái tông màu đỏ rất là nổi bật. Điểm nhấn là màu đen ở càng và đuôi xe. Với cái mức giá 8,2 triệu thì các bác sở hữu một cấu hình xe là rất là tốt nhé. Đây, ngoài chi tiết tổng thể về khung hình xe các bác. Lớp sơn vẫn còn rất là bóng và sáng. Màu đỏ. Đỏ cờ cho bác nhé. Xe làm từ kim nhôm. Càng carbon. Đây, càng làm từ carbon. Càng carbon. Cổ phốt và phốt của chính hãng XDS. Xe được trang bị với cấu hình Shimano Sora, tay lắc Sora, gạt đây, lên lip và lên đĩa, còn đây là xuống này, nó tiện lợi, các bác ấn lên xuống đĩa và lip, các bác chỉ cần ấn vào đây là lên xuống đĩa lip này. Mảnh, ba mảnh cũng của Shimano Sora. Tổng thể chi tiết chiếc xe này em có khoảng tầm 90%. Cặp vành Shimano chính hãng. Đây, cái dòng Shimano thì các bác biết là khá tên tuổi rồi. Vành cặp Shimano. Cam lá hẹ, cam dẹp. Vành nguyên cặp nhé các bác nhé. Đây ở sau đây. Vành cặp Shimano. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về vòng vành bạch cặp Shimano này. Lốp 700x25C. Đùi đĩa của Sora, Shimano Sora. Bê đan nhôm. Kích thước size S, hợp cho các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Quốc yên của XDS. Yên xe đấy. Yên này là yên từ nhựa. Yên nhựa. Có những cái lỗ hổng này là rất là thoáng khí cho bác ngồi, không sợ bị nóng.
phanh ba mảnh cũng là của Sora, Shimano Sora. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 2 đĩa cho bộ chuyển động của xe 18 tốc độ. Gạt đĩa của Shimano Sora luôn, Group Sora. Và bây giờ em sẽ đánh tổng thể vào hoạt động của chiếc xe. Vâng, bây giờ em sẽ đánh giá hoạt động của xe. Lên đĩa. Chuyển động rất là mượt mà. Xuống đĩa, xuống lip. Rất là êm. Đây em để từng đĩa bên trên. Bây giờ xuống đĩa đây. Lên đĩa. Hoạt động rất là êm và mượt. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có. Ở bên em thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc. Ấn vào phần cuối cùng. Đây là phần tin nhắn. Ấn vào phần cuối cùng là cái phần này. Và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình TV nhà các bác hoặc ở trên điện thoại của các bác. Cũng như em đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google, kia sẽ đào các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có, luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy. Trong cái phần cuối và trong phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem, muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Vâng, em vừa nhận thông tin thẳng chiếc xe XDS với cấu hình rất là tốt trong tầm giá 8,2 triệu. Các bác sở hữu một chiếc xe đua với cấu hình Group Shimano Sora, xe được trang bị với càng carbon và cặp vành Shimano chính hãng với mức giá 8,2 triệu, rất tốt trong tầm giá các bác một sở hữu một chiếc xe đua với cấu hình tốt như vậy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Xe bên em là bảo hành 1 năm, bao ship toàn quốc. Hoặc là lên các bác lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh. Vâng, hẹn bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.